Dạ, thấy bông đẹp không cả nhà? Bông trắng trên trời thì màu xanh. Nghe tiếng chim không cả nhà?
Cả nhà nghe tiếng con cúc cu chưa? Nhà mình mới nghe tia con cú cu nó kêu á chưa? Mình đang đứng ở ngoài giường. Vườn hoa sari của mình. Bên kia là nhà của người ta. Ở đây là cây sa ba. Bên đó là cũng nhà của người ta luôn. Cả nhà ở sống bên này mà cả nhà thấy buồn á là cả nhà ra ngoài vườn như thế này nè, cả nhà mình nghe được tiếng các loại chim nó kêu là cả nhà mình thấy hết buồn. Thôi mình chào cả nhà hết nha. Chúc cả nhà ngày Chủ nhật vui vẻ, khỏe mạnh. Bye bye cả nhà.